Anh Phú Đạt từng là tài xế taxi, nhưng đến nay anh lại phải chật vật tìm kiếm một công việc văn phòng để thay thế. Lý do là tác động của giá xăng cùng với những yếu tố khách quan khác kéo giảm thu nhập khiến anh khó mà sống nổi với nghề lái. Cái phần chiết khấu ở bên Grab thì nó cao quá, thì chạy thì cánh tài xế cũng không có thu nhập được bao nhiêu hết trơn á. Có nghĩa là một người bình thường làm ngày 8 tiếng thì đủ, nhưng mà chạy Grab thì phải chạy từ 6 giờ sáng, chạy tới 12 giờ đêm rồi các kiểu, hoặc là chạy tới tối. Đó, thì chạy như vậy thứ nhất là cũng ảnh hưởng sức khỏe, với lại là chạy như vậy thì mới có đủ tiền để mà trang trải. Khách thời điểm đó đi lại cũng ít lắm, tại vì đang trong tình hình dịch thì họ đi lại rất ít luôn. Mà mình ra xe một ngày mình chạy cứ chạy chút xíu, chạy tầm tầm chút xíu à, nhưng mà nói chung là chạy cũng hơi lỗ, cho nên là mình không có duy trì lâu. Khi giá xăng tăng cao kỷ lục, thu nhập của tài xế taxi công nghệ đã không còn hấp dẫn, nhiều người bán xe, chuyển việc. Theo anh Đạt, một số đồng nghiệp khác đang có gánh nặng về nguồn vốn đầu tư vào phương tiện di chuyển nên vẫn cố bám trụ với nghề. Những tài xế không còn mặn mà với nghề taxi công nghệ như anh Đạt không phải là ít. Đặc biệt trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng cao, lượng tài xế bỏ nghề ngày càng nhiều hơn. Họ cố ra để mà họ chạy để lấy lại cái số tiền khi mà xe nằm nhà đó. Đó, thì họ chạy, chạy ngày chạy đêm. Thật ra thì cũng mới chuyển công việc văn phòng thời gian gần đây thôi. Cũng gần 2 tháng rồi. Ngày trước thì chạy cũng ổn định, nói chung là thu nhập cũng tốt chứ không có gì. Nhưng mà thời gian gần đây thì không biết lý do, chắc là lý do gì mà giá xăng nó lại lên nhiều như vậy. Thậm chí là lên từ cái mức mà 25.000 mà lên tới gần 30 luôn. Nó rất là cao. Quen nhiều anh em á, rồi trên group và trên hội nữa thì có một số anh em người ta cũng chuyển đổi ngành nghề. Có người thì vừa sau dịch người ta bán hàng online thêm. Còn có những bộ phận thì người ta cũng đi vào những cái xí nghiệp á. Số liệu thống kê cho thấy hiện cả nước có 1.000 doanh nghiệp taxi với hơn 67.000 xe, trong khi năm 2019, cả nước có hơn 79.000 xe, năm 2020 có 75.000. Như vậy, có thể thấy lượng xe sụt giảm rất lớn. Theo đại diện hãng xe Vinasun, sau bình thường mới, lượng xe taxi hoạt động trở lại chiếm khoảng 50%. Một lượng lớn tài xế nghỉ việc cộng với những chi phí khác khiến doanh nghiệp điêu đứng, gồng mình chịu lỗ sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Là lỗ lớn. Nói chung là 2 năm, ở đây nói cho 2020 và 2021, Vinasun lỗ 480 tỷ. Lý do xe không kinh doanh được, xe nằm bãi gần như 100%. Rồi sau này ra thì 30%, 50%. Với kinh doanh như vậy thì không đủ để nuôi cái số hàng mấy nghìn xe nằm trong bãi. Trước những khó khăn chưa từng có, hãng taxi Vinasun hiện đưa ra một số chính sách hỗ trợ tài xế taxi. Mặt khác, thu hút lượng lớn tài xế taxi quay lại làm việc. Qua 2-3 lần tăng giá gần đây, thì công ty hỗ trợ cho anh em lái xe từ 1 cho đến 3,5% cái tổng doanh thu. Cho nên là với cái mức hỗ trợ này đó, thì anh em lái xe có thể hưởng cái mức tỷ lệ ăn chia từ 64 đến 65%. Công ty chỉ còn có 3 mấy% thôi. Chưa, không những thế, khi mà anh em đạt cái chỉ tiêu thì vượt cái chỉ tiêu đó thì toàn bộ số vượt này đó 10 phần anh em hưởng 9, công ty chỉ lấy 1. Đó là cái chính sách gần như là nặng về cái hướng ưu tiên cho anh em lái xe để người ta cầm cự cùng với công ty vượt qua khó khăn giá xăng hiện nay. Và hiện nay cái lượng xe nằm bãi từ hơn 1.000 xe bây giờ ra kinh doanh gần hết rồi. Mặc dù nghề taxi đang gặp khó khăn và gặp nhiều biến động, tuy nhiên, một số tài xế còn bám trụ với nghề, các hãng đưa ra những chính sách hỗ trợ tài xế. Đây là động lực giúp cánh tài xế có tinh thần cùng công ty vượt qua khó khăn. Đỡ khó khăn thay vì là hồi trước là mình chạy đủ doanh thu của công ty đưa ra là tài xế sẽ được chiết khấu 63%. Còn hiện tại bây giờ công ty có cái chính sách là để khuyến khích cho anh em để chạy lại là sau cái doanh thu công ty đưa ra là tài xế sẽ hưởng tới mức chiết khấu 90% của doanh thu còn lại. Công ty có những cái khuyến khích là ví dụ như vô là sẽ thưởng tiền là ký quỹ và giảm tiền ký quỹ cho những anh em mới để thu hút những anh em cũ trở lại làm việc cho công ty. Tuy nhiên, giai đoạn giá xăng tăng cao, một số tài xế lựa chọn những chuyến đi nội bộ trong các tỉnh thành vì nếu đi xa, lợi nhuận không nhiều, thậm chí tài xế phải chịu lỗ. Tài xế khi mà đi được một cuốc đi tỉnh thì là rất là phấn khởi,
Nhưng bây giờ nếu mà đi tỉnh là từ 100 cây trở lên thì nó hơi bị khó khăn, tại vì phải về một chiều mà phải đi xe không. Thì tất nhiên là mình chạy 2 chiều xăng mà chỉ có một lần tiền thôi. Thành ra ở nếu mà như vậy thì mình ráng mình chạy là cái khách nội địa, khách gần gần thành phố này á, thì nó sẽ đạt hiệu quả hơn. Không thể gắng gượng lâu khi giá xăng dầu tăng cao, trong khi doanh thu của doanh nghiệp vận tải chỉ đạt khoảng 15% đến 20% thời điểm trước dịch. Để hạn chế số lượng doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường, kéo theo vấn đề tài xế nghỉ việc, nên chăng phía nhà nước xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ kịp thời.